Chào các bạn, đây là clip vườn rau của mình cuối tháng 4 đấy các bạn nha. Chiều nay mình cắt được một thao rau mạ nè, một thao rau đặng nè, một thao hành lạ nè, và hại hột cải cúc, bông cải cúc để giống các bạn, tân ô để giống. Và đây là ngò rỉ về cân xả, về tỏi, cái tỏi á, để trộn với là cái rổ này ăn xong. Rổ này thì có hồng cây, hồng lụi, lá mơ, ngải cứu, mã đề, dấp cá, ngò gai. Nói chung là rau gì trong vườn mình mà ăn sống được là mình cũng hái một rổ để trộn với cái này ăn xong. Hiện tại trong vườn mình thì đây là ngò cân xả các bạn. Khi tê cải cúc rồi mình rắc hột cân xả vô để nấu canh và ăn sống cũng ngon lắm các bạn. Đây là cải ngọt để giống nè, cải bè xanh nè, đây là cải cúc mình cải lửa cuối cùng rồi đó các bạn, nặng rồi. Và đây cũng cân xả nữa này, cái cân xả nặng dễ chua không có sâu. Và đây là cũng cải cúc nữa này. Rồi tới đây là cải ngọt, hè lá. Và bồ ngọt của mình là mình đã xăm gốc và vô đất đàng hoàng rồi. Chuẩn bị một tuần nữa là có rau ăn rồi. Đây là hè lá và kiều là mình cắt là dọn sạch sẽ rồi đó các bạn. Rồi tới đây là mã đề nè, lờ mơ nè, ngải cứu nè, và cây là gai nè. Đây cây ngò để giống, cây lít để giống. Và đây là cây thiên lý của mình lên giang rồi là các bạn. Rồi chứng minh nè, đây là cây rau đây các bạn, là cầm thì tốt chứ, quá tốt luôn. Và đây là ngò rỉ mình cải lửa cuối cùng rồi đó các bạn. Đây là mồng tơi mà quá trời dụ hết các bạn, cũng có người ăn. Khi mà trồng thì thấy cây gì cũng quý mà người ăn không có nơi, mà mọc chi chóe phải dụ bớt. Đây là nệm các bạn này, mình có được 10 luống nhỏ nhỏ này mà mình cắt lá mình ăn hết. Rồi tại đây là cây baro các bạn nhé, cây lít á. Và hành lá thì mình cắt hành lá chưa cây lít lại. Đây là hè bông. Hè bông bữa ni thì đầu mùa mới có bông lưa thưa thôi. Hiện tại trong vườn mình á, mà cây leo lên giang là dưa. Dưa đã leo lên được nửa chỏi rồi. Và có nụ có trái nữa rồi là các bạn nè. Và hộ khoa thì leo lên cũng gần tới giang rồi. Còn là mướp hương, mướp khỉ, bầu, bí đao là cây con nhỏ các bạn nè. Vì hết lành mình mới bắt đầu gieo hột lẫn á. Các bạn thấy hai thùng rau đặng không? Đây, rau đặng của mình đó. Mình cắt một thùng, con một thùng. Kể tại đây là đám ni là ngò đấy các bạn, ngò rỉ đây mà mình gieo thiệt là dày rồi mình cắt ngang mình ăn sống. Rồi tại đây cái này bụi ngò này là để giống này, và mình có cái đây một luống ngò rỉ nữa này, bạc hà mình mới trồng lại nè. Còn bên này là mình mới cấy cải cúc và trồng ớt rồi các bạn. Đây là lột này. Lá tía tô xanh, hột khoa đấy các bạn, lên gần tới giang rồi. Giờ chứng thì mình có trồng mấy cái ớt. Và đây là bụi tía tô tím, phải trồng xa ra chứ không thôi nó lấy nhau. Thôi rửa là đầu vườn tại cuối vườn rồi ra các bạn. Thôi mình chào các bạn, chúc các bạn một ngày thật an lành nha. Bye.